xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin làm đẹp từ xứ sở kim chi tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những màu cực kỳ được các cô nàng ưa thích trong top 10 màu son của 3CE. Đó chính là màu đỏ đất. Ta-da! Như các video trước thì Kiều Anh đã có giới thiệu rồi, 3CE là một trong những dòng son vô cùng nổi tiếng của thương hiệu 3CE Planda đến từ Hàn Quốc đúng không ạ? Và bất cứ dòng son nào từ son kem cho đến là son lì hay son thỏi của 3CE thì đều được các tín đồ vô cùng yêu thích. Và trong đó thì phải kể đến là dòng son Velvet Lip Tint này. Ngay từ khi mới ra thị trường thì dòng son này đã tạo nên một cơn bão trong các cô nàng thời thượng rồi. Bởi vì ai ai cũng cần phải có một thỏi son này bởi vì chất của nó lên quá là đẹp. Đồng thời là thỏi son 3CE này với thiết kế cực kỳ sang chảnh cũng như là với thiết kế nhỏ gọn như này thì chúng mình có thể là mang đi bất cứ đâu được. Và nếu như lần trước thì Kiều Anh đã review đầy đủ 10 màu son ở trong một video thì ngày hôm nay Kiều Anh sẽ chỉ nói riêng về em 3CE Velvet Lip Tint màu đỏ đất này thôi. Và như Kiều Anh đã nói, 3CE mặc dù có 10 màu tuy nhiên thì sẽ tùy vào từng loại da khác nhau mà chúng mình sẽ chọn son phù hợp. Tất nhiên nếu như da ngăm thì chúng mình không thể nào mà sử dụng những màu nó chẳng hạn như là màu nút nếu như chúng mình không trang điểm. Tuy nhiên thì với da ngăm thì chúng mình sẽ có những màu đánh lên rất là nổi và rất là xinh đúng không? Chẳng hạn như màu đỏ lạnh Oanh đã nói rồi. Bên cạnh màu đỏ lạnh rất được yêu thích thì màu đỏ đất này là cũng là một trong những màu được các cô nàng da ngăm như Kiều Oanh cực kỳ thích luôn. Bởi vì khi mà lên thì chất son này chỉ bóng trong khoảng độ 2 đến 3 phút đầu, sau đó sẽ chuyển sang dạng lì. Quan trọng hơn là 3CE nếu như các bạn khi mà chúng ta đánh lên môi mà không ăn uống dầu mỡ gì thì chúng mình sẽ giữ được từ 6 cho đến 8 tiếng. Tuy nhiên nếu như chúng mình ăn liên tiếp thì chỉ giữ được từ 3 cho đến 4 tiếng thôi. Và quan trọng hơn hết đó chính là với dòng 3CE này thì Oanh cực kỳ thích là với cái lớp bề ngoài của nó như này. Và với dòng sản phẩm 3CE chính hãng thì khi mà chúng mình mở sẽ thấy có một cái lớp tem như thế này ở đây để chúng mình có thể phân biệt được. Cũng như là ngoài ra thì ở bên dưới này nó sẽ có xuất xứ cũng như là màu của son để cho chúng mình cực kỳ dễ là phân biệt luôn nhá. Và ngay bây giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa, chúng mình sẽ thử đánh lên tay xem màu của nó lên như thế nào nhá. Cảm nhận đầu tiên của Oanh khi mở cái thỏi son 3CE và Velvet Lip Tint này ra thì mùi của nó rất là thơm. Quan trọng hơn nữa là màu lên cũng rất là chuẩn. Oanh sẽ đánh lên phần này. Các bạn có nhìn rõ không? Trời ơi, phải nói là Oanh cực kỳ thích màu này luôn bởi vì là màu này lên nó cực kỳ là đẹp. Quan trọng hơn hết nữa là khi mà mình đánh ấy thì da của mình nó cảm giác là nó sáng hơn. Và quan trọng hơn là mình đánh thì mình sẽ thấy răng mình kiểu nó trắng hơn rất là nhiều. Và quan trọng nữa với dòng này thì chúng mình có thể là đánh full viền môi hoặc là chúng mình có thể đánh trong lòng môi như các cô nàng Hàn Quốc được. Và quan trọng hơn hết với dòng son đỏ đất này thì màu lên rất là chuẩn, giống với màu của vỏ son bên ngoài. Đây, Oanh có thể so sánh cho các bạn thấy. Và đây là một trong những cái điểm Oanh cực kỳ thích ở dòng son 3CE này. Chất lượng son bên trong, màu son bên trong sẽ được thể hiện lên thân son bên ngoài. Và nó mình khi mà mình nhìn cái thân son thôi, mình đã biết được màu bên trong nó là màu gì rồi. Và với dòng màu đỏ đất này thì nếu như chúng mình muốn gương mặt tươi tắn hơn một chút thì hãy mách một chút lên trước khi đánh nhá. Tuy nhiên thì với các bạn da trắng thì với màu son đỏ đất này chúng ta chỉ cần một tí thôi là đã làm cho gương mặt của mình bừng sáng rồi. Và một điều nữa đó chính là để mua được dòng son chất lượng nhất thì hãy mua tại những địa chỉ uy tín và hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm son 3CE Velvet Lip Tint nhé. Và với một video ngắn như hôm nay thôi thì Oanh hy vọng rằng các bạn đã biết rõ hơn về cái màu son này cũng như là chúng mình đánh lên môi như thế nào phù hợp với từng làn da ra sao. Kiều Oanh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye!